về bảo cái khu chợ cá này, thằng nào nó đụng tới anh em tao thì bước qua xác chết qua trời này. Chúng ta là anh em của xã đoàn, chẳng lẽ mày với nó cứ mãi đối đầu với nhau, chia rẽ với nhau suốt đời vậy hả? Không lẽ bây giờ tôi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi thương yêu nó như những ngày đầu, tôi làm không được. Đây là đất của tôi, công việc là công việc, gia đình là gia đình nha anh Bảy. Đụng tới em bố của tôi anh mệt nha anh Bảy. Tao ba gà, đàn em bảy gà. Từ ngày hôm nay cái chợ nhỏ này là của tao, nghe rõ chưa? Lại đây. Trời ơi, làm mày ơi. Để cho cái lũ chó nó xỏ cái mỏ vô hoài là sao? Ông nói ai chó vậy? Ông muốn gì? Trốn nợ người ta lên núi người ta trốn, ai xuống đất liền trốn bao giờ? Thì ba chìm mới bảy nổi nè. Mày có biết là khó khăn lắm tao mới đưa mày về đây được không? Cho nên tao muốn mày phải tham gia vào cuộc chơi với tao. Chỉ có những lúc ở bên anh như thế này em mới cảm thấy thật thoải mái. Tình tựa bao tố dù có tan úa, mộng đẹp xin giữ trong tim. Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phải mong. Đây, mày lại thêm cái vụ mà đâm thằng Trề nữa. Lần này tụi tao có muốn binh mày cũng không được. Mày cũng biết tụi tao có cổ phần trong đó mà. Mày lật xe, đương nhiên nó có cho người kiếm mày rồi. Bữa thụ động phải không? Để tao qua tao chủ động cho. Trong cái chuyện này mày là người sai. Mày sai quá trời sai rồi. Mày có thể xúc phạm tao như thế nào cũng được, nhưng mà nói tao ăn chặn tiền anh em á, tao có thể cắt lưỡi mày á. Sao qua đi Kha, mở người ta đồn á, người khu vực cá ăn tạp là đúng mà. Mày đi theo tao, chắc chắn tao sẽ không để mày thiệt thòi. Mày sống trên bờ lâu quá rồi Di Cá à. Ngày hôm nay tao sẽ dạy mày. Ai cho anh bắt đàn học sinh của tôi vậy? Anh phải chịu trách nhiệm những gì anh gây ra. Chán không nói luôn.